Cũng trong sáng nay, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thoại Sơn tổ chức đoàn đến thăm chúc mừng lễ Giáng sinh năm 2020 tại các nhà thờ giáo xứ trên địa bàn huyện. Tại mỗi nơi đến, đại diện đoàn gửi lời chúc mừng mùa Giáng sinh an lành đến các vị linh mục, chức sắc và bà con giáo dân, đồng thời mong muốn linh mục, chức sắc và bà con giáo dân tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sống phúc âm trong lòng dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội ở địa phương.